Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt nghệ sĩ đã phải rao bán bất động sản trị giá hơn 100 tỷ của mình, mà trong đó phải kể đến Natalie, người đã từng tuyên bố rằng tiền anh không thiếu. Thế nhưng có lẽ việc buôn bán ế ẩm trong suốt 2 tháng qua, cả trong lẫn ngoài nước, đã khiến Natalie suy nghĩ lại và buộc phải rao bán căn biệt thự của mình. Vào đầu tháng 3, trợ lý của Natalie có xác nhận với truyền thông rằng nam ca sĩ đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ hơn 20 tỷ chỉ trong tháng 2 và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù công việc kinh doanh không mấy khả quan, nhưng Natalie khẳng định anh vẫn đang rất lạc quan và yêu đời. Tuy nhiên, với thông báo rao bán nhà vào tối ngày 15 tháng 3, có thể thấy bản thân Natalie đang rơi vào tình trạng khó khăn. Natalie được xem là một trong những nghệ sĩ thành công với con đường kinh doanh và sở hữu bất động sản trong nước lẫn quốc tế. Anh từng xác nhận về việc mình sở hữu nhà riêng ở Pháp. Tối ngày 15 tháng 3, ông Hoàng Hàng Hiệu đã rao bán trên trang cá nhân của mình tòa nhà ở Pháp do đang gặp khó khăn về tài chính giữa mùa dịch. Tòa nhà này gồm 14 căn ước tính là 3.500 tỷ, căn thấp nhất có giá trị là 100 tỷ. Natalie chia sẻ, anh dự tính bán một căn trước trong tòa nhà để giải quyết tài chính, nhưng nếu có người mua cả tòa, anh sẽ vẫn bán luôn. Giọng ca sinh buồn bã, buồn đời nên bán. Dự án xây dựng một khách sạn xinh đẹp mang nhiều dấu ấn Việt chắc chắn sẽ không được thực hiện tại đây nên mình bắt đầu bán từ từ. Tòa nhà 7 tầng bao gồm 14 căn hộ và một mặt bằng kinh doanh 3 mặt tiền, trụ tại địa điểm có 102 ngay quảng trường Hotel The Villa và cách nhà thờ Đức Bà chỉ 200m. Về vị trí thì ai đã từng đến Paris đều biết khu Hotel The Villa, tòa thị chính Paris. Tất cả các căn hộ đều có ban công, view nhìn chính diện tòa thị chính, phố Rivoli, sông Sen và nhà thờ Đức Bà. Căn nhỏ nhất 3 phòng ngủ, 135m², trần cao 4,2m, 2 phòng tắm và một bếp đầy đủ tiện nghi, 2 thang máy, trong đó có một thang máy riêng lên thẳng phòng khách, giá bắt đầu từ 3,8 triệu euro nhé. Giọng ca Chuồng Chuồng Ớt được xem là một trong những nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, trong ngày 15 tháng 3, cô đã rao bán một khách sạn trị giá 110 tỷ đồng ở Sapa. Điều này đã gây choáng ngợp cho nhiều người trước sự giàu có của cô. Trên trang cá nhân, Ngọc Khuê viết, giúp tôi, tất cả là do Covid. Từ Tết đến giờ, số chậu thì bị hủy nên tôi quyết định bán nhà để chạy ăn qua ngày. Theo chia sẻ, khách sạn mà nữ ca sĩ ra bán có diện tích 350m² với 58 phòng kinh doanh và 5 phòng phụ trợ. Tất cả hệ thống nội thất, vệ sinh trong phòng đều là tiêu chuẩn 5 sao. Không đến mức khó khăn như Natalie hay Ngọc Khuê, tuy nhiên Phi Nhung cũng chọn cách đóng cửa nhà hàng của mình nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên, tiết kiệm chi phí trong mùa dịch. Giọng ca Phải Lòng Con Gái Bến Tre cho hay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhằm góp phần hạn chế sự lây lan và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nhà hàng của chúng tôi xin phép đóng cửa. Tuy quyết định không đóng cửa hệ thống quá đã BBQ, nhưng nghệ sĩ Kim Tử Long cũng có nhiều trăn trở về dịch Covid-19. Và tình hình tài chính của nhà hàng trên fanpage của mình, anh cũng phải đau đầu khi duy trì nhà hàng trong trạng thái cầm cự suốt 2 tháng qua. Mà cầm cự kiểu này không biết sao, qua họ hỏi cũng căng không? Hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ sớm qua đi. Chúc các bạn có thể giữ vững sức khỏe trong suốt mùa dịch và đừng quên theo dõi bản tin giải trí trên Gian nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.